Dạ, kính chào quý ông bà cô bác ạ. Dạ, là nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến tất cả cô chú anh chị đã luôn yêu mến và đồng hành cùng Khánh và gia đình trong thời gian vừa qua. Dạ, thì hôm nay thì Khánh cũng xin phép là ghi hình lại cái quá trình mà trồng hành đây cô chú anh chị ơi. Bây giờ là tách hành ra để trồng. Bữa nay thì cả nhà của Khánh luôn, ba mẹ rồi hai vợ chồng của Phong là cũng lên đây luôn. Bây giờ cũng chiều tối rồi, hôm nay cũng sụp tối rồi cô chú anh chị ơi. Cũng ba mẹ cũng tranh thủ trồng mấy cái luống hành đây, thì cũng xới rồi, cũng tưới nó mềm rồi nên cũng tranh thủ trồng cho nó xong trong tối nay luôn. Thì cũng có vợ Phong cũng lên đây, Trang lên đây cũng lặt phụ để cho nó nhanh. Giờ ba, bây giờ ba cũng tranh thủ ba trồng xong rồi ba quay qua ba lặt luôn. Dạ, giờ thì Khánh cũng xin phép là ghi hình lại rồi cũng xin phép là đặt cái máy quay xuống để em lặt phụ để cho ba mẹ chồng cho nó kịp cô chú anh chị ơi. Đây em quay lướt. Dạ, để Khánh quay lướt ở ngoài đây cái nữa cho ông bà cô bác xem. Đây nè ông bà cô bác ơi, nãy thì ở nhà thì ba mẹ cũng trồng nãy giờ được 3 vòng rồi. Đó, mấy cái hai cái vòng đằng kia đó ông bà cô bác. Đó, hai cái vòng bên đó là nãy cũng mới vừa cấy xong. Rồi cấy cái vòng kế bên đây. Kế bên mẹ đang cấy đó. Thì bây giờ còn một coi như là còn hai vòng nữa. Còn hai vòng nữa thì ở trong đây á, hành trong đây là tách được bao nhiêu thì trồng hết cái đó thôi, còn nếu mà không hết hai vòng này á, thì ngày mai sẽ tách tiếp. Còn ở dưới kia là Phong đang cắt hẹ dưới ông bà cô bác ơi, ở dưới ngay cái gốc cái bụi chuối ở đây để em zoom lớn lên. Em zoom lớn ở dưới đó. Phong đang cắt ở dưới gốc này nè, đó. Đó ông bà cô bác thấy không? Đang gốc mà chút xíu đó. Tại em xa quá nên nó không có rõ. Đây. Rồi bây giờ trời bây giờ cũng đang mưa lâm râm rồi. Đang mưa lâm râm ông bà cô bác ơi. Bây giờ để cái gì em vô máy cho nó nhanh. Lặt hết hết vô đây được nhiều được các bạn. Mưa tới rồi. Mưa lâm râm bão gì làm hay cái gì tắm rửa luôn. Trồng gì nó mau béo vậy. Hả? Không sao đâu. Đây nè. Đây nè. Tấm vô trong. Tấm lên đi. Kiểm nhận. Đây, mới vừa đem vô trong. Ở ngoài đây giờ mưa rồi. Mưa rồi, mưa ướt máy quay em luôn rồi. Đây đó mà ba cũng mới ôm ra ngoài. Giờ để em vô đây em lặt phụ trong đây cho nó xong. Đây em vô đây luôn. Ở trong cho. Giờ Khánh xin phép là để máy quay đó làm cho nó phụ cho nó nhanh. Đặt bớt lá vàng đừng cho nó ra ngoài mình trồng á nó không có lá vàng cho nó đỡ nó lâu có lá vàng vô nó dễ bị thúi lắm. Giờ là cũng chiều rồi, đài phát thanh nó lên đó ông bà cô bác ơi. Bụi này chút xíu rồi còn tắt ra mấy bụi nhỏ nữa nè ông bà các bác, này một bụi nè, một bụi này một bụi lớn là nhỏ ra xong chút xíu mình sẽ tách ra một bụi này chắc trồng chắc cũng được hai bụi quá, hai bụi hoặc ba bụi á, chút xíu để cái gì em ấy xong á giờ em ra ngoài á nó bớt mưa ở ngoài em ra ngoài em ghi hình cái lúc mà trồng mà tách ra để gửi cho ông bà cô bác xem. Rất, cũng phải lặt chứ giờ sao ngồi đây luôn đi chứ khiêng ra nó mất công.
trong đây nó hơi tối, em ghi hình trong đây nó hơi tối thì có gì ông bà cô bác chịu khó xem nha. Nhà thì tối ngày cứ nhổ về bán về trồng cấy xuống, cứ vậy làm tới ông bà cô bác ơi. Thì những lúc mà đi làm thiền nguyện á thì tranh thủ mà lúc trưa Phong đi, Phong đi rồi còn lúc nào mà em đi được á thì em đi với Phong. Em thì lúc mà ấy thì em cầm máy quay, em quay rồi em hai anh em thì cũng gửi đến cô chú anh chị xem. Thì mấy bữa nay thì cũng đi ghi hình một số hoàn cảnh đó, thì cũng có gì hai anh em sẽ đăng gửi lên, up lên để cho ông bà cô bác xem những hoàn cảnh khó khăn đó, có gì ông bà cô bác mạnh thường quân đó thì thấy xem mà thấy có gì nhờ ông bà cô bác giúp đỡ. Chứ trong khả năng của em với Phong thì giúp một phần nào về gạo, nước tương, nước mắm mà thôi. Đó, nãy đem ra là mưa nữa rồi. Mưa này nắng mưa nó thất thường lắm. Nãy trang nó hết mưa rồi, giờ có mưa lớn luôn rồi. Mưa tới lớn rồi đó ông bà cô bác ơi. Đó, giờ trời mưa nghe lọp đọp á. Đặt sạch dữ vậy hả? Trắng luôn vậy. Mặt sơ sơ thôi. Cái này mình cấy rồi cũng đâu có lặt đến nỗi mà giống như mình lặt bán hay lặt ăn đâu. Hết mấy cái lá. Mấy lá vàng vàng ấy được rồi. Lặt kỹ quá con nó chơi cái lớp mà bảo vệ ở ngoài á. Giống như mấy cái lá mà còn dạng như mấy lá khỏe á, để mà mình suốt lên quá lên trắng luôn, cái cộng hành nó yếu lắm. Ê, xưa này em cũng có... Ở đây là cụ anh em có dựng chợ lên nè ông bà cô bác ơi, có Việt Nam lên nè, lên vô lạc cụ ôm cái này ra đi chút xíu về tắm. Dạ. ôm cái này ra cho ông bà nội ta ấy liền đi. Dạ. Cái của chú Tư đi chú Mút lạc đó, có Việt Nam lên cụ ổng ôm đây luôn. Trời ơi, một lần ôm nhí nhí đừng có chạy, chủ yếu chạy ra tắm mưa ông bà cô bác ơi. Tại có mấy đứa nhỏ lên phụ cũng dặn như tập cho mấy đứa nó làm lao động cho nó quen, chứ một phần là nó làm nó phụ giúp gia đình nữa, thấy nó cũng vui. Một phần nó cũng biết cái cực khổ rồi, lao động rồi. Chứ giờ mấy bé nhỏ giờ cứ tối ngày cứ ôm điện thoại, ôm máy tính, tivi rồi không. Ở dưới con em cũng con Khánh á thì cũng hạn chế, không có cho xem tivi rồi thường. Xem tivi dạng như lúc học xong rồi hoặc lên mở tivi để học bài rồi. Mưa qua luồn qua hên ghê, luồn qua cái nó hết mưa rồi. Bây giờ ráng làm tay, không có cái mic nói chuyện sợ là ông bà cô bác không nghe. Nãy là con chào ông bà cô bác chưa? Con chào ông bà cô bác đi, chào nghe tiếng chưa thấy hình được đâu. Tại giờ chú Tư để cái máy chết rồi, ráng làm thời gian nữa kiếm tiền mua cái mic để đi quay cho nó chuyên nghiệp, nó rõ ràng hơn. Không có mic thì mình nói chuyện mình phải lớn tiếng chút xíu mới ghi âm được, mới thu là được. Bằng rau thấy mấy cái tớp trước ướt hả? Vô ngồi làm phụ luôn nè, lại đi mình ra. Nam nó hút hết rồi, hút hết giờ nó vô nó đợi ngồi đó được không con? Nó chừng ngồi lên phân cúc á, nó là phân cúc phân gà đó. Để cái gì mạt đó. Hả? Nó còn mạt đó. Đúng rồi, cái đó là chừng mạt á, tại vì thường thường mấy con mạc là nó ở trong rơm á, trong rơm với trong phân là nhiều không bà cô bác. Mấy con mạc là mấy con đó nó kêu làm sao ta, mình nó chứ mình kêu bằng con mạc trong bóc, còn không biết mà mấy vùng khác mình kêu bằng con gì cơ. Nó kiểu giống như là con bùi chét chó vậy á, kiểu kiểu vậy, nhưng mà nó màu trắng
nó cũng nhảy lưng tưng vậy. Còn đó nó ngứa lắm, nó tìm nó chích mình ngứa lắm. Nam nó sợ, Nam nó sợ mấy thằng mạc nhảy lên người nó nhảy ra ngoài. Cái chòi này là ông nội là cũng làm rồi, điện nước rồi nó có sẵn hết rồi mà cô bác ơi. Tại vì hổng cũng ông nội cũng tính sẵn rồi, mốt là về đây á, về đây ở á, nên là ông nội cũng cũng lắp đồng hồ điện, đồng hồ nước rồi sẵn hết rồi. Khi nào mà về đây cất nhà là coi như là cũng có điện nước là có sẵn hết, cũng đỡ. Chứ bây giờ mà nói mà lo mà làm đăng ký điện nước nó cũng khó khăn lắm, mặc dù là ở dưới quê nhưng cũng khó lắm rồi thôi chú anh chị. Ừ, sao Nam tắt hả? Ý là tắt ra luôn hả Nam? Ủa anh Tường tắt hả? Không tắt luôn á. Ai biết chút xíu ba tắt muốn muốn nhỏ lớn cỡ nào rồi ấy, chứ mình tắt sợ nhỏ quá. Tắt khoảng mấy tép Nam? Ông nội nói con tách phải mấy tép. Điểm bể bể ra hết nè. Thì tùy theo bụi lớn bụi nhỏ mình mới tách mình coi á. Coi nó bao nhiêu tép. Chứ mà tách nó nhỏ quá nó không á. Tự nhiên nó không có hồi, nó lâu hồi sức lại á. Còn mà mình tách lớn quá thì nó lại phí. Nó phí quá giống như nó bị giống như nó bị chèn ép, nó không có phát triển á. Rồi Nam ơi. Anh đi. Đó, xong rồi của bác đây. Mày cái gì vậy? Nam nó làm mầm vậy? À, phong cắt hẹ xong rồi. Hẹ xong rồi ông bà cô bác ơi. Lên cái là giải quyết xong rồi, phong giờ đẩy hẹ đi về nè. Đợi chút có gì đẩy về luôn. Nghe về trước. Nè đây nè ông bà cô bác ơi, trong đây nè. Trong đây là cái chòi, trong đây là voi nè, đó. Nè voi này là cũng về giải sau nhà hoài mà sao nó cũng không có hết rong được. Đây là cái chòi nè, để phân nè. Đây còn đây là phân gà với phân cút nè ông bà cô bác ơi. Đây rơm này nè, ông ra đây tới Nam nè. Nãy Nam nghe chào mà chưa thấy hình, giờ chào ông bà cô bác nè Nam ơi. Con phanh tay lại chào đồng hoàng. Ừ. Có mấy cái à? Đi xong rồi hả? Để đó gom lại dục luôn hả? À. Cái này chú có đem về không hả? Đi hình ngoài trồng hành, giờ là cả nhà rồi làm luôn cho nó nhanh đi không ông bà cô bác ơi. Có thằng Nam lên phụ luôn. Nam chồng luôn hả Nam? Hả? Nam cũng chồng phụ luôn đi. Hả? Đi giải rồi hả? Ủa giải gì sao nó đều Nam? Hả? Nồi sữa rồi hả? Ý là giải gần quá. Con ở đây hả Nương vậy? À tưởng là ấy. Đi qua bánh rồi quay. Đây là ngò. Phải không? Nè. Đây là ngò nè ông bà cô bác ơi, mới giải nè, này giải lại nè. Ở nhà cũng trồng sen canh ngò đi hành, cái cải bèo. Này, bên đây là cải bèo đây. Đó. Hết cái vụ này xong rồi cái làm cái vụ khác cứ liên tục vậy à. Bên đây là cải bèo đi hành. Đây còn đây nè. Giờ là cũng trồng hành vậy, cái này mình gieo gì chưa mẹ, hay là mốt nó gieo mà? Gieo cải rồi. Gieo rồi hả? Ừ. Cái này là gieo cải rồi, cải bèo quá. Nè nè ông bà cô bác ơi, đó tách ra nè. Tách ra tùy theo là cái bụi lớn bụi nhỏ, mình tách ra khoảng này là trung bình là 2 tép, 3 tép, 4 tép tùy theo. Đó. Tùy theo là cái tép nó lớn nhỏ nữa. Này chắc đâu có đủ hết dòng này à. Đủ
đủ luôn các bạn, một xíu mà. Sao đủ không đủ hành đó chứ, hết chưa anh Trọng? Hết rồi, hết con lợn nhỏ mấy bụi nó cho đủ luôn. Đây nè ông bà cô bác ơi, giờ này cũng tranh thủ rồi cấy cho nó xong nhanh nè, Phong cũng mới cắt hẹ xong, bây giờ ra cũng cấy phụ. Đây giờ là mẹ tách nè, nãy Khánh ở trong Khánh lặt Khánh cũng nói đó. Đây tách ra khoảng 2 tép à. Đây mẹ. Mẹ tách ra 2 tép à. Thì theo 2 tép 3 tép thôi nha cô chú anh chị. Mình mà tách ra nhiều quá thì nó tốn hành nhiều. Mà nó lại phí quá. Tách nhiều cho nó nở. Dạ. Nở ra, còn mà mình đào mà nhiều quá thì nó lại phí hành. Đèn trời. 2 tép thôi. 2 tép là được rồi. À, đây đây nè ông bà cô bác ơi. Đó, chồng này giờ chồng vậy đó. Mốt nó nở ra, nó xanh con ra đó. Còn bên kia là ông nội tí Nam là đang lấy thêm. Đang nhổ thêm để cái dòng này cho cái cho nó đủ luôn á ông bà cô bác. Đây còn kia là trời âm u rồi. Bây giờ một phần là cũng tối rồi. Giờ chắc cũng phải gần 6 giờ đó. Gần 6 giờ tối á. Đi một phần là trời mưa, trời chuyển mưa nữa. Thôi cái đại cho xong xong rồi trời mưa tới là vừa kịp luôn. Nãy giờ cũng mưa luồn qua. Mưa luồn là nó bén dễ liền. Có trời mưa thì nó sẽ tốt hơn. Mưa nó tốt hơn là mình tưới rồi thực nó không có điều. Còn mưa tự nhiên đi cái không khí đó, nó lạnh á. Giống như nó lạnh xuống nó dễ mấy cái cây này nè, nó mới vừa đưa xuống á là nó bám dễ liền. Ừ, mình đạp ngờ đó cô. Dạ. Nơi nó coi có đủ chưa nó biết. Đủ rồi đó. Đủ không ơi? Đủ rồi mẹ. Chưa đâu. Nè. Đây đi đây. Con giống nè. Thiếu không nữa. Đủ chưa mẹ? Bồ cao đi. Miếng không mẹ ơi. Xí nè, đủ luôn á mẹ. Chừng bao, rồi ba cầm vô đó qua nó đủ luôn rồi kìa. Ừ, biết rồi con né ngò mà. Đi mẹ sợ đạp ngò đằng sau á bà cô bác. Đạp này cực thì... xong rồi ông bà cô bác thấy giờ trồng hành xong rồi tối có về cái lặt hẹ tranh thủ. Dọn ở trong đó đi nha Nam, có gì dọn đi nha. Nó đem về mày ăn được không, đem về niêm hành đó các bạn. Được. Rồi lấy về niêm đi Nam. Đây đó. Cũng có mấy tép nãy đó, nó bị gãy chút để ra nè. Đó đằng đây nè, nãy con lấy chưa nè, gốc đằng đây nè, theo cái máy quay nè, ngay gốc đó luôn đó, ngay gốc này nè đó, Nam chạy qua nè. Ui trời. lên cái đầu vòng bên kia đó, đầu vòng thứ hai đó, cái nữa lên cái nữa đó, rồi lụm đó, nãy có mấy cái nó bị chóc cái gốc bị kiểu mà đứt rễ á, giờ lụm lại để mình về mình niêm ăn. Niêm gì mình niêm. Rồi xong rồi, cuối cùng cũng tới đích rồi. Cũng hiếm có cái sự kiện như vậy. Sự kiện đồng này bật tối rồi. Đỡ. Đỡ. Làm này nào cả nhà làm luôn á ông bà cô bác ơi. Cái gì làm xong rồi ban ngày coi như là sáng là 5:30 dậy là lặt hẹ tới 8-9 giờ đi bán xong rồi cái về ăn trưa rồi, ăn trưa xong rồi ăn xong cái lặt tiếp đi. Lặt tiếp xong rồi Phong hoặc là em rồi cái có hoàn cảnh nào cái đi quay xong rồi cái chiều ở nhà thì mẹ ba vẫn làm ở nhà đi, xong rồi đi quay về xong rồi cái cũng lên cắt coi như là nguyên ngày luôn. Mà nhiều lúc là bỏ công phu vô cũng dạy như là cũng tìm hiểu rồi dữ lắm, mà nhiều lúc đăng lên ông bà cô bác không xem buồn quá trời. Gì con ơi. Hả cho con cộng hả, con lấy đi bây giờ để Khánh chuyển cái máy quay lại. Con
Đây đây nè ông bà cô bác ơi, cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Đây. Sáng cái. Dạ, tại giờ lên máy quay nó có đỡ hơn các bà, chứ giờ tối thui rồi. Đây, lên máy quay là nó sẽ ấy ánh sáng lại, nó chụp nó quay đỡ tối. Thì giờ cả gia đình Khánh là cũng làm xong rồi. Và bây giờ Khánh cũng xin phép là khép clip lại ở đây luôn. À, kính chào quý cô chú anh chị ạ. Hẹn ông bà cô bác ở những clip sau. Dạ, cả nhà Khánh chào ông bà cô bác luôn. Đi hả mẹ? Không đi đường này luôn. Về lại hả? Không bước lên đi. Về lại. Đi mình hành nè. Hả? Này đi cái đường mường nó chút xíu à. Đây là bát ngát luôn ông bà của bác ơi. Đây. Bên đây cái dòng hành bên đây nè. Dòng hành đây cũng mới trồng bữa hôm qua thôi. Đây. Đây. Giờ nước sình nghe trơn. Đây, tối thui luôn. Đó. Đi Nam ơi. Đi Nam, chưa Nam. Rồi. Về thôi mẹ ơi. Ba chạy đi. Chút xe đạp cho chạy. Rồi, giờ này là mới kết thúc đi về, tối lạc hẹ đây ông bà cô bác. Rồi Khánh chào luôn.